Thời gian gần đây, xu hướng lựa chọn tã bỉm nội địa chung tăng cao rõ rệt bởi những sản phẩm này có chất lượng tốt và giá thành lại hợp lý với nhiều mẹ bỉm sữa. Nổi bật trong đó phải kể đến dòng bỉm hữu cơ Suzu Ai. Bỉm Suzu Ai được làm từ sữa bò hữu cơ, rất thân thiện với môi trường và an toàn với làn da của trẻ nhỏ. Hiện nay thị trường có rất là nhiều thương hiệu bỉm khác nhau. Công ty chúng tôi với phương châm là mang đến những sản phẩm an toàn nhất, chất lượng nhất và giá thành cũng phải chăng. Vậy nên chúng tôi đã quyết định nhập khẩu và phân phối bỉm Suzu Ai tại thị trường Việt Nam. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ khắt khe, đảm bảo chất lượng, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe của bé. Chính vì vậy mà sản phẩm được rất nhiều mẹ bỉm lựa chọn. Bỉm Suzu Ai được nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ tem phụ bằng tiếng Việt, giúp các bà mẹ có thể yên tâm sử dụng cho con của mình, mềm mại cho bé, cảm giác mặc mà như không mặc. Tôi là một người khá kỹ tính khi tìm các sản phẩm và đưa đến cho con sử dụng. Trước đó thì tôi cũng đã có sử dụng rất là nhiều loại bỉm cho em bé nhưng mà chưa có loại nào là tôi hài lòng. Cho đến khi mà được bạn bè giới thiệu biết đến dòng bỉm Suzu Ai Organic thì thật sự Suzu Ai chính là chân ái của hai mẹ con. Cảm nhận đầu tiên của tôi chính là bỉm rất là mỏng, mềm và thấm hút tốt bởi vì em bé đóng qua cả đêm và không bị tràn. Sau một thời gian sử dụng thì em bé cũng không còn bị hăng nữa. Có thể thấy, xu hướng hiện nay sử dụng sản phẩm bỉm bằng chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, ngày càng được nhiều mẹ bỉm lựa chọn. Bởi hơn hết, chất lượng sản phẩm hướng tới sự an toàn cho bé chính là niềm tin mà người tiêu dùng đang tin tưởng lựa chọn dòng bỉm nội địa chung Suzu Ai.